Chị Gỗ Minh Châu, hôm nay chúng tôi lại giới thiệu tới quý vị một lô sản phẩm tiếp theo, đó là hàng đẹp, với địa chỉ của chúng tôi ở Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Số điện thoại 0975 940 966. Và sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu những sản phẩm ở trên màn hình đây. Thứ nhất là bộ Phúc Lộc Thọ Hỷ. Đây, chữ này là chữ Phúc này, chữ Lộc này, chữ Thọ này và chữ Hỷ này. Ở đây ông này cầm một cái bảng chữ là chiêu tài tiến bảng. Đây là bộ bốn âm Phúc Lộc Thọ Hỷ đã được chúng tôi thêu vàng, kích thước phủ bì là 37 1m07 và chúng tôi bán với giá là 4 triệu, mỗi ông 1 triệu, đúng không ạ? Hàng đẹp, chất lượng, và chúng tôi còn nhiều nữa, không phải là có một bộ này. Bộ này là mẫu thôi, còn số lượng rất nhiều. Còn đây là đôi cá 30 1m09, dày 3 phân. Đấy, nguyên miếng thì cũng có giá là 2,2 triệu. Rất là tuyệt vời. Tiếp theo là cái quạt kiểu ngư. Quạt kiểu ngư quần ốc rất là dày dặn, chắc chắn và đẹp. Thì bước này chúng tôi bán với giá là 2,5 triệu. Còn đây là một bức 67 1m27, gỗ cũng là hương đỏ, phân cực nhiều luôn, màu sắc tuyệt vời luôn. Cái này mà dát vàng vào nữa thì đẳng cấp. Cái này chúng tôi bán cũng là 2,5 triệu. Cực đẹp, Phúc Lộc Thọ. Treo vào phòng khách chơi cũng được, mà treo vào phòng thờ cũng được. Màu sắc tuyệt vời luôn. Tấm này phải nói là màu đẹp, vân vèo quằn quại. Đây, cái tấm cá tiếp theo là giá 2,5 triệu đấy ạ. Và tiếp tục là đôi cá 37 1m07, có giá là 2,2 triệu. Đục rất sâu, rất dày và rất đẹp, đúng không ạ? Đục rất sâu, gỗ hương đỏ của Nam Phi và dày 3 phân, đục thủy sâu 2 phân, đúng không ạ? Đục sâu, cái này đục sâu phân 8. Đã hoàn thiện sơn PU, vân vân veo quằn quại đẹp. Đây là những cái mẫu đơn giản cơ bản. Hôm nay trời nó sắp mưa nên chúng tôi chỉ bày ít ra để quay thôi, hẹn quý khách còn nhiều dịp khác, và mỗi ngày chúng tôi quay một ít sản phẩm của chúng tôi. Sản phẩm thì rất nhiều, quý vị mà đến tận nơi xem được thì nó rất là thoải mái. Địa chỉ của chúng tôi thì ở Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Quý vị nhớ đăng ký kênh của chúng tôi, và muốn là người đầu tiên xem những sản phẩm chúng tôi đăng lên thì nhớ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông. Xin trân trọng cảm ơn.